chào quý vị khán giả đài SBTN. Thưa quý vị, hôm nay là chương trình bình luận tin tức với Tường Thắng và Đỗ Phủ, và chúng tôi có thêm hai người khách nữa tới với chương trình bình luận tin tức là anh Nguyễn Thanh Hà. Và hôm nay chúng tôi đặc biệt có một vị khách từ xa cũng sẽ nói chuyện với quý vị qua chương trình bình luận tin tức này là bác sĩ Nguyễn Thế Bình. Thưa quý vị, một lý do mà tôi gọi bác sĩ Thế Bình, mà tôi gọi anh Hà là Nguyễn Thanh Hà chứ không gọi là Thanh Hà, tại vì không thôi lại fan club của anh Thanh Hà lại gửi cho cô Thanh Hà nữa thì phiền chúng tôi lắm. Cho nên hôm nay chúng tôi đặc biệt là có anh Nguyễn Thanh Hà và bác sĩ Thế Bình. Những chương trình tin tức hôm nay đó, thì một những chuyện đầu tiên đó là Cộng sản Việt Nam đang họp Quốc hội và các bộ trưởng Cộng sản Việt Nam đã phải trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Màn trình diễn này đó là bày ra cho vui, tại vì đây là lần đầu tiên chúng ta thấy là các bộ trưởng Cộng sản Việt Nam phải trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Có lẽ họ học kiểu của Hoa Kỳ mà cái committee hearing đó anh Hà. Đưa ra là bên Quốc hội tra vấn các nhân viên chính phủ về những cái committee, những cái chuyện mà đã xảy ra chẳng hạn như vậy, thì anh bắt chước Hoa Kỳ, nhưng mà đây là màn kịch thôi. Cái màn kịch này đưa ra và cái sau cái vụ chất vấn này thì anh nghĩ là có sự thay đổi nào xảy ra ở Việt Nam không? Vâng, thưa luật sư Đỗ Phủ, thưa quý vị khán thính giả của đài truyền hình SBTN, chúng ta thấy rằng cái Đảng Cộng sản Việt Nam, cái điểm mà nó lấn cấn là bởi vì lúc nào nó đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý. Chính vì điểm đó cho nên cuối cùng tập thể không có ai chịu trách nhiệm một cách cụ thể. Vì vậy cho nên chẳng hạn như cái vụ mà chúng ta thấy gần đây nhất là cái vấn đề mà xả những cái đập của các vùng từ tỉnh Quảng Nam cho đến Đà Nẵng, cho đến Bình Định, cho đến Phú Yên đã làm cho hàng triệu dân đã bị ngập lụt và đã bị hư hại mùa màng không thể tưởng tượng được, là bởi vì cái nặng tắc trách đó và cứ đổ lỗi từ chính quyền trung ương, đổ lỗi chính quyền địa phương và chính quyền thì đổ lỗi cho đảng lãnh đạo và cuối cùng không có ai chịu trách nhiệm cách cụ thể. Đúng. Và cái vấn đề mà Cộng sản Việt Nam lại dùng cái chiêu bài là tập thể trách nhiệm, nhưng mà cá nhân phụ trách để phủ nhận mọi trách nhiệm, bảo rằng trách nhiệm chung là trách nhiệm của chúng ta. Đây là cái vấn đề mà nó đưa đến chuyện chẳng hạn như cái đập thủy điện mà xây đó, mà đã làm cho chuyện mà dân miền Trung bị thiếu điện, rồi chuyện người dân miền Trung bị, rồi cũng đưa ra khiển trách, rồi cũng chất vấn. Nhưng mà Thủ tướng đồng ý đó, mới được làm đập thủy điện, rồi đề nghị xóa cái thủy điện nhỏ, quy hoạch những cái thủy điện. Thì cái xử lý người chủ trương như thế nào mà cái chuyện đưa ra là ai chịu trách nhiệm cho cái tình trạng thủy điện đó, thì chúng ta thấy đưa đến chuyện là người dân Việt Nam đó không có nhân quyền. Và đây là một cái ý thức rất quan trọng mà người trong nước cần phải có cái ý thức đó để họ đứng lên đòi quyền của đó. Thì đó là cái công việc của chúng tôi nghĩ là những cái tập thể và những đoàn thể hải ngoại đang làm. Mà sắp sửa tới đây là chúng ta sẽ có ngày quốc tế nhân quyền mùng 9 tháng 12 ở tại New York, ở tại New York. Một trong những người sẽ đi tham dự cái cuộc biểu tình ở bên đó cũng như sẽ vô Liên Hợp Quốc để nói chuyện là bác sĩ Nguyễn Thế Bình, là một vị nữ bác sĩ từ bên tiểu bang Washington DC. Xin kính chào bác sĩ Thế Bình. Dạ, xin kính chào luật sư Đỗ Phủ, kính chào anh Thanh Hà và quý vị khán giả của đài SBTN. Vâng, cô Thế Bình có gọi anh Thanh Hà là được rồi, không gọi cô Thanh Hà là mình vui lắm rồi. Xin chào bác sĩ Thế Bình. Thưa bác sĩ Thế Bình, một trong những chuyện mà chúng tôi được biết là cô sẽ tham dự vào cái buổi mà ngày 9 tháng 12 gặp ở Liên Hiệp Quốc, và tuần vừa qua là ngày thứ 6 đó, thì nhân cái chuyện mà chúng ta cũng biết được là cái Human Rights Park của Việt Nam cũng như bác sĩ Thế Bình đã đại diện để đi gặp phía bên chính phủ Hoa Kỳ trong cái chuyện mà đưa những cái yêu cầu về vấn đề nhân quyền, và chúng ta cũng biết là Hoa Kỳ sẽ có những cái báo cáo thường niên, và đồng thời họ đưa cái nhận xét về nhân quyền vô trong Liên Hợp Quốc về cái chuyện mà Cộng sản Việt Nam đang xin vào một thành viên của nhân quyền. Thì bác sĩ Thế Bình đã gặp và ai là cái người phụ trách bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để nói chuyện về nhân quyền trong cái thứ 6 vừa qua, thưa bác sĩ? Thưa anh luật sư Đỗ Phủ, anh Thanh Hà và cùng quý vị khán thính giả của đài SBTN, trong thứ 6 vừa qua thì Thế Bình đã có được gặp cô Laura Scheibe. Cô là một trong những staffer của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhưng cô ta có một trách nhiệm đặc biệt, đó là cô ta phụ trách để mà làm bản báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao, cũng giống như là sẽ phụ giúp để mà viết những cái điều khoản cho Bộ Ngoại giao có thể tường trình trong chương trình tới đây khi Việt Nam sẽ phải ra điều trần trước Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.
vào tháng Giêng năm 2014 tới đây, kính thưa quý vị. À, và trong cái buổi mà gặp gỡ với lại nhân viên của bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì những cái điểm chính nào bà bác sĩ Thái Bình đã có dịp để nói chuyện, mặc dù chúng ta biết được rằng là bác sĩ Nguyễn Thái Bình đã gặp những cái vị trong Bộ Ngoại giao rất là nhiều lần, và ở bên DC thì nói chuyện họ cũng thường xuyên, nhưng mà đặc biệt trong cái hôm thứ sáu vừa rồi thì bác sĩ Thái Bình có đưa ra những cái chuyện nào cụ thể và những cái phương trình nào để cho chính phủ Hoa Kỳ có thể hoạt động về vấn đề nhân quyền đối với Việt Nam được không, bác sĩ Thái Bình? Dạ, kính thưa quý vị, cũng như quý vị đã biết, Việt Nam đã được bầu vào là một thành viên của Ủy ban Nhân quyền cho Liên Hiệp Quốc. Đây là một cái điều rất là mỉa mai. Thật sự ra đó thì Liên Hiệp Quốc đã từng có những tình cảnh trớ trêu như vậy trong quá khứ, và không những Việt Nam mà ngay cả Trung Cộng cũng đã được bầu vào làm ủy ban, vào một thành viên của Ủy ban Nhân quyền này. Thật sự ra khi chúng ta có những đối tác với lại nhân viên của Bộ Ngoại giao, chúng ta có thể nêu ra những vấn đề chúng ta thường nêu ra đều quan trọng chính, đó là thả tất cả các tù nhân chính trị, tù nhân ở Việt Nam, tại vì đây là những cái người tù nhân chính trị và lương tâm đó, họ đã từng bị tù hoặc là bị bắt bớ rất là bất công, và có nhiều người đã từng bị tù như đại úy Nguyễn Hữu Cầu đã bị tù trên 38 năm, ví dụ như vậy. Đó là điều quan trọng nhất. Sau đó có những cái điều mà chúng ta vẫn thường nêu lên với lại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng giống như Liên Hiệp Quốc, đó là những vấn đề về tự do tôn giáo, tự do phát biểu, tự do thông tin, tự do lập hội, và quyền của những người công nhân cũng giống như là quyền sở hữu đất đai v.v. Kính thưa quý anh. Đó là những cái chuyện mà bác sĩ Thái Bình đưa ra. Trong cái phái đoàn mà hôm rồi gặp thì bác sĩ Thái Bình có đi chung với lại người nào không, bác sĩ? Kính thưa quý anh cùng quý vị khán thính giả, ngoài cá nhân chúng tôi ra còn có thêm luật sư Trịnh Hội của nhóm Voice cũng đã cùng gặp với cô Laura trong buổi gặp gỡ vừa qua, thứ sáu vừa qua. Vâng, đó là những chuyện mà bác sĩ Thái Bình đang làm. Thì trong cái kỳ mà sắp sửa gặp gỡ tại Liên Hợp Quốc này thì đồng bào bên Nữ Ước cũng như là cái phái đoàn vô gặp bên Liên Hợp Quốc thì có dự tính sẽ đưa ra những cái nhận xét, những cái bản báo cáo nào về vấn đề mà Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền trong cái kỳ gặp gỡ ngày mùng 10 ở tại Nữ Ước hay không, cô Thái Bình? Dạ, kính thưa quý vị cùng quý anh, ngày mùng 10 đó là ngày kỷ niệm tuyên bố tuyên bố nhân quyền của cho tất cả chúng ta từ Liên Hiệp Quốc trong hơn 60 năm vừa qua, nhưng chúng ta sẽ gặp gỡ với lại cao ủy nhân quyền của Liên Hiệp Quốc vào ngày mùng 9 và đồng bào sẽ biểu tình vào ngày mùng 10 trước Liên Hiệp Quốc. Đó là hai ngày quan trọng sắp tới đây. Những cái bản báo cáo về các vi phạm nhân quyền của Việt Nam trong năm qua đã được rất là nhiều tổ chức nhân quyền ở trong nước cũng giống như ngoài nước đã cùng hợp tác và đã nêu lên, thành ra trong thời gian ngắn chúng tôi không có thể kể ra hết được, nhưng quý vị cũng có thể tin chắc rằng là tất cả những các hội đoàn đã từng hợp sức với nhau và nêu lên những vấn đề chính như chúng ta vừa nói qua, kính thưa quý anh. Vâng, đó là một chuyện mà chúng ta nên làm. Thật sự ra đó, một trong những cái điều mà chúng ta cần lưu ý đó là Liên Hiệp Quốc cần yêu cầu Hà Nội tôn trọng những gì đã ký kết khi tham gia Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là nghiêm chỉnh thực thi đúng tinh thần của bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Công ước về quyền dân sự và chính trị, Công ước chống tra tấn mà Hà Nội vừa ký tham gia trong vừa qua. Đó là những cái gì mà chúng ta có thể bắt ép Hà Nội phải công nhận, chính quyền Hà Nội phải công nhận, bởi vì họ đã ký kết vào những công hàm này. Vâng, riêng anh Thanh Hà thì anh nghĩ thế nào về cái chuyện mà đồng bào chúng ta có thể làm được gì trong cái kỳ mà tiếp xúc với lại phía Liên Hợp Quốc, anh Hà? Vâng, thưa luật sư Đỗ Phủ, thưa bác sĩ Thế Bình, và để tiếp lời bác sĩ Thế Bình hồi nãy, thì chúng tôi nghĩ rằng cái sự can thiệp và quan tâm của đồng bào hải ngoại chúng ta nó vô cùng cần thiết, nó hữu hiệu cho những cái người đang bị đàn áp ở trong nước. Và chúng ta thấy rằng muốn cần phải có một cái sự làm việc nó tương đối nó tác động được một cách cụ thể, nhanh chóng và hữu hiệu, thì đầu tiên là giống như hồi nãy bác sĩ Thế Bình nói, là chúng ta phải làm sao có một cái nhịp cầu nối giữa những người bị đàn áp, những thành phần bị đàn áp trong nước trực tiếp với các cái cơ quan hữu quyền ở tại các nước mà chúng ta đang sống, chẳng hạn như tại Hoa Kỳ, hoặc là chẳng hạn như tại Pháp, tại Đức, hoặc là tại Canada, Úc, những nơi mà chúng ta có cái thế lực chính trị của người Việt đông, và chúng ta phải can thiệp một cách hữu hiệu và trực tiếp và nhanh chóng
Như vậy chúng ta mới có thể đáp ứng được những cái lực lượng đàn áp ở trong nước họ yêu cầu. Muốn làm như vậy thì tôi nghĩ rằng giống như chúng ta có một số trong đó có Human Rights Park đã làm và nhiều tổ chức khác đã đang tiến hành. Cái công việc đầu tiên là chúng ta phải thu thập những cái tin tức, những thông tin của các cái thành phần về đàn áp ở trong nước. Những cái tin tức này phải nhanh chóng và chính xác những cái chuyện để này là, phối kiểm từng vụ những đàn cái áp. Chuyện này là cái chuyện mà chúng tôi nghĩ là tất cả những tổ chức chúng ta đã làm trong cái kỳ vừa qua là thu thập những cái tài liệu để đưa lên cho chính phủ Hoa Kỳ. Và cái bản báo cáo đó có lẽ là có nhiều anh em đã làm và bác sĩ Thể Bình cũng có tham gia trong đó và có nhiều anh em khác trong nhiều tổ chức khác nhau đã làm trong cái kỳ vừa rồi. Thì cái bản báo cáo đó kỳ này bác sĩ Thể Bình có đưa cho Liên Hợp Quốc, bác sĩ Thể Bình cái kỳ mà cái bản báo cáo mà chúng mà bác sĩ tôi biết được là bác sĩ Thể Bình cũng tham gia để làm cái bản báo cáo cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đó bác sĩ. Kính thưa quý anh, thật sự ra chúng tôi cũng có liên lạc được với lại ông Scott Busby là phó phụ trưởng ngoại giao về vấn đề nhân quyền cho Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Thì ông ta cũng đã công nhận rằng bản báo cáo mà chúng tôi đã từng chung sức với tất cả các hội đoàn trong nước và ngoài nước về vấn đề nhân quyền vừa nộp trong vài tuần vừa qua rất có giá trị với họ, họ đánh giá rất là cao. Thì cùng cái những tài liệu đó chúng tôi sẽ nộp cho Liên Hiệp Quốc, bởi vì sắp tới đây Việt Nam sẽ ra điều trần về gọi là cái buổi điều trần về vấn đề nhân quyền với Liên Hiệp Quốc của các quốc gia theo định kỳ đó. Thì Việt Nam sẽ có cái ngày đó vào ngày 28 tháng Giêng năm 2014 ở Geneva. Thì chúng tôi muốn đây là một trong những cái bước tiến tới trong vài tháng trước đây khi đã có những cái lần để mà nộp đơn thông báo cho Liên Hợp Quốc về những vi phạm nhân quyền của quốc gia Việt Nam, thì tất cả các hội đoàn đã từng nộp đơn trong quá khứ và Human Rights Park cũng là một trong những nhóm người đã nộp đơn trong hồi kỳ tháng 6 vừa qua, và những đơn này sẽ được bổ túc trong kỳ tới đây khi chúng tôi có gặp gỡ với Cao ủy Nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại New York. Vâng, gần đây mới đây ngày hôm nay đó chúng ta có nghe được là cái tin là Trung Cộng tuyên bố là chủ quyền không phận quanh vùng đảo tranh chấp, vùng đảo Điếu Ngư đó là của Trung Cộng. Và sự việc xảy ra là phía bên Nhật Bản đã đưa hai phi cơ F-15 để săn đuổi hai cái phi cơ mà thám thính của Trung Cộng cái vùng quần đảo đó. Và phía bên Trung Cộng đã đưa ra tuyên bố là cái quần đảo, cái vùng quần đảo mà Điếu Ngư này là quần đảo của Trung Cộng. Và họ nói rằng là Nhật Bản đã chiếm cái quần đảo này từ thế kỷ thứ 19 khi mà Nhật Bản đánh nhau với lại Trung Cộng, và bởi vậy họ nói là cái phần đảo này của họ. Trong khi đó thì Nhật Bản bảo là cái phần đảo này không phải, phần đảo này thật sự là của Trung Cộng từ thế kỷ thứ 19 trở về trước, và đây là chuyện họ chỉ bảo vệ không phận của họ thôi. Thì cái chuyện này là đưa ra là chuyện là Hoa Kỳ đã khuyến cáo Trung Cộng và Hoa Kỳ là phải bảo vệ đồng minh của mình là Nhật Bản để đưa ra những lời khuyến cáo với Trung Cộng. Cái chuyện mà nước Hoa Kỳ đang lo ngại đó là trong trường hợp như vậy đó, những cái chuyện mà về quần đảo ở bên vùng Đông Nam Á này có thể đưa đến chuyện là gây ra những cái mâu thuẫn lớn hơn ở vùng đó. Và cái chuyện này thì anh Thanh Hà có nghĩ là sẽ đẩy các nước đồng minh, nhất là những nước mà Đông Nam Á đó, sợ chuyện mà Trung Cộng có thể bị Trung Cộng gây hấn mà họ ngả phía Trung Cộng hay không? Vâng, thưa luật sư Đỗ Phủ, giống như chúng ta thấy rằng những cái bước tiến gần đây và ngay cả trong mấy ngày vừa qua đã căng thẳng là bởi vì Trung Cộng đã đơn phương tuyên bố ngay trả cân không phận của quần đảo Điếu Ngư và đã tuyên bố rằng đó là cái không phận của Trung Cộng. Điều đó đã trực tiếp vi phạm tới chủ quyền của Nhật Bản, và chính điều đó đã làm chúng ta thấy liên tục cả một chuỗi từ các cái quần đảo, tức là các đảo ở Đông Nam Á mình, chẳng hạn như Việt Nam, chẳng hạn như là Philippines, chúng ta thấy những cái chặng đường là ngay cả Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Cộng cũng đã lấn về phía Nam rất là nhiều và đã từng vẽ một cái bản đồ lưỡi bò, tức là chỉ điểm, chúng ta thấy, và ngay cả những cái quần đảo cạn của San Hô, của gần Philippines. Thành ra đó là một cái bước consistently, là bước nhất quán mà Trung Cộng muốn đơn phương để tuyên bố và càng lắng lướt về phía Nam, phía Đông Nam Á của mình, đồng thời ngay cả cái đảo mà Điếu Ngư vừa luật sư Đỗ Phủ hồi nãy đã có trình bày sơ qua, thì chúng ta thấy rằng đã va chạm rất là căng thẳng và đồng thời tạo một cái sự
giống như đàn áp về các cái nước ở phía Đông Nam Á. Chúng ta thấy rằng họ đã bị không những về không phận lẫn về vấn đề hải đảo và ngay cả biển cũng bị chiếm rất nhiều. Vì vậy cho nên các nước đó đã càng ngày càng cần tìm một cán cân quân bình, tức là họ nghiêng về phía các nước Tây Phương, và trong đó Hoa Kỳ là một trong cường quốc, họ cần phải đồng minh để tạo được cái thế quân bình của vùng Biển Đông, thưa luật sư Đỗ Phụ. Đúng. Và cái chuyện này là Trung Cộng khi mà họ đưa cái tuyên cáo này ra đó là coi như là Hoa Kỳ rất là lo lắng. Nhưng mà Hoa Kỳ có trách nhiệm tại vì ký cái pact với lại Nhật Bản, và Nhật Bản là đồng minh của mình, cho nên Hoa Kỳ sẽ bảo vệ đồng minh của mình. Cái chuyện này có thể có một số nước mà sẽ ngả về phía Hoa Kỳ nhiều hơn là cái chuyện mà ngả về phía Trung Cộng. Nhưng mà riêng Cộng sản Việt Nam đó, tới ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa đọc được là Cộng sản Việt Nam có những dấu hiệu nào sẽ ngả Hoa Kỳ hay không. Đó là những cái chuyện hậu sát chúng ta phải coi thử, coi Đảng Cộng sản họ nhóm họp nữa, cũng như là những cái thái độ của phía bên Cộng sản Việt Nam sẽ xảy ra như thế nào. Một cái tin nữa ở Việt Nam đó, mà cái này có lẽ là liên quan đến chuyện mà y tế. Là Bộ trưởng Y tế là mong nhân dân khoan dung về vấn đề y tế, nhất là sau cái vụ xảy ra vừa rồi. Chúng ta cũng biết được đó là có một người bệnh nhân đó đã bị bỏ xác, và đồng thời chuyện mà y tế Việt Nam sau khi mà giải phẫu thẩm mỹ đó, anh Thành Hà, và chuyện mới đây nhất đó là một năm ngành y tế khám chữa cho 221 triệu người có bảo hiểm, nên chắc chắn sẽ có những cái tỷ lệ nhất định bị tai biến, tại vì bác sĩ ở Việt Nam thì không đủ. Và Bộ trưởng Y tế mong nhân dân là khoan dung. Bác sĩ Thể Bình là một người bác sĩ ở Hoa Kỳ và chữa bệnh ở tại Bộ Yếu Nhân, là VA Hospital, và bác sĩ Thể Bình. Bác sĩ Thể Bình là bệnh viện, còn được gọi là National Military Medical Center, tức là bệnh viện quân y lớn nhất của nước Mỹ. Bác sĩ Thể Bình nghĩ sao về cái vấn đề mà y tế của Việt Nam với 121 triệu người mà ở Việt Nam sẽ được chữa đó, với cái tình trạng y tế của Việt Nam như vậy, thì bác sĩ Thể Bình là một y sĩ, thì bác sĩ Thể Bình nghĩ như thế nào về cái chuyện y tế đang xảy ra về Việt Nam khi Bộ trưởng Y tế mà mong nhân dân khoan dung, và chúng ta cũng biết được là không có cái tin tức nào mà tôi đọc được đó là xây thêm bệnh viện cũng như là đào tạo thêm bác sĩ, và tình trạng bác sĩ ở Việt Nam về vấn đề mà chữa bệnh nhân đó bị xuống cấp thê thảm. Đúng là như vậy, kính thưa quý anh và quý vị khán thính giả của đài SPTN, thì cũng giống như là bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có lên tiếng, họ cũng thật sự đã công nhận rằng nền y tế của Việt Nam đã suy thoái trầm trọng. Thứ nhất là thiếu người, thứ hai là vấn đề các người bác sĩ có thể không có được rèn luyện đầy đủ, và thứ ba là vấn đề lương tâm của bác sĩ. Khi ở trong ngành y ở Việt Nam, những người được trả lương theo cấp của giống như là của bên nhà nước trả tiền, thì cái đồng lương rất là thấp so với đời sống bên ngoài. Bởi vì vậy nên họ đã bị tự tạo những cái áp lực phải đi kiếm thêm tiền ở bên ngoài. Và vì thế ngành y tế, ngành y khoa và lương y đã từ từ đi giảm xuống. Và sau đó là xảy ra những trường hợp rất là thương tâm như anh luật sư Đỗ Phụ đã vừa nêu ra. Vì vậy, thật sự ra bây giờ để mà muốn cải tổ lại ngành y tế của Việt Nam có rất là nhiều vấn đề chúng ta cần phải có thể phải dành ra nhiều thời giờ để nói thêm nữa, quý vị ạ. Vâng, đó là những cái chuyện mà y tế Việt Nam mà đang xảy ra. Thưa quý vị, một cái tin nữa là về vấn tin mà Hoa Kỳ về vấn đề filibuster. Filibuster mà tiếng Việt mình tạm dịch ra là dùng, mà tiếng Mỹ nó hay gọi ra là vấn đề mà filibuster là chống lại các hành vi và vấn đề bầu bán ở Quốc hội đó. Thì Thượng viện Hoa Kỳ đang bầu để thay đổi cách filibuster. Chúng ta cũng biết được trong cái những tháng vừa qua thì Tổng thống Hoa Kỳ là Barack Obama muốn bổ nhiệm một số vị quan tòa vô trong làm chức quan tòa ở những tòa liên bang. Và đặc biệt là vùng DC đó, là cái vùng mà có những quan tòa đang bị thiếu quan tòa, và có những quan tòa của phía Đảng Cộng Hòa gọi là bảo thủ đã bổ nhiệm. Thì bây giờ đang thiếu quan tòa thì Tổng thống Obama đã bị ngăn chặn bởi phía bên Thượng viện. Và bên Thượng viện là họ đã có luật là phải có 60 người thì mới bỏ phiếu để coi như tín nhiệm được vị quan tòa đó. Nhưng mà phía bên Thượng viện thì đang muốn đổi lại một cái thủ tục thôi, là thủ tục bổ nhiệm người của Tổng thống, là cần simple majority, chứ thì cần đa số thôi là Tổng thống có thể bổ nhiệm được. Thì Tổng thống Obama có đưa ra và bị nhiều filibuster để cho cái cơ quan hành chính của phía bên Tổng thống không bổ nhiệm được người nữa. Thì
Và cái điều phi lý của filibuster là chỉ cần là một thượng nghị sĩ phản đối thôi, không đưa cái chuyện này ra bầu và nói liên tục thì cái chuyện mà người bổ nhiệm sẽ không được đưa ra. Bên ở bên DC đó, bác sĩ Thể Bình đang sinh hoạt bên đó, thì bác sĩ Thể Bình thấy cái chuyện filibuster này bên thượng viện họ có nói nhiều tới ở bên đó hay không? Đây là một cái tin hàng đầu của Hoa Kỳ. Dạ thưa vâng, tại vì khi mà cải tổ những cách xử lý ở trong ngành hành pháp cũng giống như là luật pháp thì chúng ta cảm thấy đó là một cái sự cải tổ rất là tân tiến. Để nhắc lại cho quý vị là chúng ta có 100 thượng nghị sĩ ở Quốc hội Hoa, ở Thượng viện của Quốc hội Hoa Kỳ và cần phải 60 người bầu thì mới có thể giải tỏa được cái filibuster trong quá khứ. Nhưng hiện nay theo được cái cách cải tổ đó thì chỉ cần giống như anh luật sư Đỗ Phủ đã nói là trên 51 người là có thể thông qua được một một cái sự bổ nhiệm của chính phủ của Tổng thống Hoa Kỳ. Thật sự ra cái này không chỉ có ảnh hưởng tới các quan tòa, đó là một cái điển hình, nhưng trong vài tháng vừa qua tất cả những người đã từng được Tổng thống Obama bổ nhiệm trong nhiệm kỳ thứ hai của ông đã bị chặn đứng bởi vấn đề filibuster. Và trong quá khứ ngay cả về Việt Nam, ảnh hưởng tới Việt Nam thì khi ông đại sứ David Shear đã từng được bổ nhiệm bởi Tổng thống Obama, ông đã bị filibuster ở trong Quốc hội Thượng viện Hoa Kỳ rất là lâu, trong một thời gian rất lâu trước khi ông được chính thức nhậm chức đi qua Việt Nam. Vâng, đó là cái chuyện mà filibuster chúng ta phải hiểu, tại vì chuyện này rất là quan trọng và chúng ta cũng biết được trong tương lai sẽ có những cái dự luật nhân quyền đã được thông qua ở Quốc hội. Nhưng mà từ trước đến giờ là người Mỹ gốc Việt chúng ta bị đứng lại ở tại Thượng viện. Và Thượng viện họ không đưa ra cái bill ở dưới Quốc hội thông qua để lên Thượng viện họ bầu. Thì nếu với cái tính cách mà có cái vấn đề procedure mà filibuster đó, thì chúng ta sẽ bị trở ngại rất nhiều trong việc tranh đấu cho vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và đưa một cái bill lên Thượng viện. Và đây là những cái chuyện vận hành ở xã hội Hoa Kỳ về chính trị mà tôi nghĩ là người Mỹ gốc Việt chúng ta cần phải học hỏi và phải hiểu cái thể chế đó để vận dụng cách nào mà những cái dự luật về vấn đề nhân quyền mà bác sĩ Thể Bình trước đây cũng làm và có những cái ngôn ngữ trong đó. Bác sĩ Thể Bình, chúng ta cũng biết là chúng ta nói chuyện với nhiều thượng nghị sĩ, họ ghét cái chữ gọi là sanction đó, phải bác sĩ, tức là khi mà mình đưa một cái dự luật ra có cái chữ sanction đó họ bị nhạy cảm. Dạ thưa kính thưa quý vị, đó là một trong những vấn đề trong quá khứ khi những cái bill về về nhân quyền cho Việt Nam tuy đã được thông qua dưới Hạ viện, nhưng khi lên Hạ viện nhưng lên Thượng viện thì đều gặp khó khăn. Thì hy vọng trong thời gian tới đây những cái bill này, hiện thời bây giờ đang có hai cái bill đã được đề cử, một cái được đề cử chính ngay trong Thượng viện và một cái đề cử từ Hạ viện đã thông qua và được lên tới Thượng viện. Đó là qua nỗ lực của rất là nhiều tổ chức, mà trong đó có cả tổ chức Poor People SOS là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng đã đẩy mạnh về cái bill từ Hạ viện đi lên trên Thượng viện. Còn cái bill ở chính Thượng viện đề cử ra thì trong đó có tổ chức của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, cao cả nhân bản, họ cũng đã ủng hộ cái bill ở Thượng viện. Thành ra hy vọng trong thời gian tới đây với nỗ lực của tất cả cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ, chúng ta có thể giúp đẩy mạnh hai cái bill này thông qua Thượng viện và sau đó được Tổng thống phê chuẩn. Vâng, đó là những cái tin tức mà của Hoa Kỳ mà chúng tôi nghĩ là đang xảy ra tại Hoa Kỳ. Rất tiếc là chúng ta không còn giờ trong chương trình tin tức ngày hôm nay nữa, và chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới cũng giờ này trên đài truyền hình SBTN. Và cảm ơn sự theo dõi quý vị và xin kính chào anh Nguyễn Đình Hà cũng như bác sĩ Nguyễn Thể Bình. Vâng, kính chào quý vị.